Các vị có biết loại cỏ ngu ca này hay không? Cổ nhân có nói, ăn cỏ ngu ca thì ký ức của con người sẽ rất là tệ. Thật ra là tại sao vậy? Đó là bởi vì vào thuở xa xưa, ở một quốc gia xa xôi nào đó, có một vị hòa thượng có tính hay quên. Sau đó, vị hòa thượng này chết đi. Chung quanh ngôi mộ của ông ta đã mọc ra những đám cỏ không có ý nghĩa. Đó chính là cỏ ngu ca. Cho nên, nếu ăn cỏ ngu ca, con người sẽ bị quên đi ký ức. Đây chính là căn nguyên của truyền thuyết này, là đến từ một vị đệ tử của Thế Tôn. Tên của ông ta là Châu Lợi Bàn Đạt. Bây giờ chúng ta sẽ nói về câu chuyện của Châu Lợi Bàn Đạt. Câu chuyện Phật Điển, anh em Bàn Đạt, sự giáo huấn của quét dọn. Cách đây khoảng 2.500 năm, thủ đô Câu Bồ La của nước Ấn Độ, Xá Vệ Thành, nơi đó có hai anh em đang sống. Người anh là Ma Kha Bàn Đạt, rất là tốt, khi còn trẻ, đã được gọi là một học giả ưu tú, đã ở nhà của mình, triệu tập đệ tử để truyền thụ học vấn. Nhưng mà người em của ông ta là Châu Lợi Bàn Đạt, ký ức thì rất là tệ, làm chuyện gì cũng đều bị thất bại, đã trở thành trò cười của dân làng. Những sự vật ở trên đời đều là do kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm địa chất này phối hợp để mà thành. Trước tiên, cái thứ nhất là kim. Kim không nóng, không lạnh, lại không có hình dạng cố định. Tiếp đến là mộc, vì nóng lạnh mà thay đổi, nhưng có một hình dáng cố định. Ê, không được, không được, không được qua đó đâu, đợi một chút đi. Châu Lợi Bàn Đạt. Dạ đại ca. Đại ca, ngươi đang làm gì vậy? Đệ muốn cứu nó đó, nó thật là tội nghiệp. Cứu ai? Là côn trùng nè. Nhưng mà gặp ánh mặt trời nó sẽ bị chết đó. Đi mau đi. Đây thực ra không thích hợp về học vấn, đi chỗ khác chơi đi. Tại sao vậy? Để ở đây sẽ trở ngại tới người khác đó. Để không làm trở ngại người khác đâu. Chỉ cần để ở đây thì sẽ trở ngại tới người khác. Để muốn học vấn để được vĩ đại giống như là sư huynh vậy đó. Đây đừng có dài dòng nữa, mau đi chỗ khác đi, tạm thời không được trở về. Tiếp đến là cái thứ ba, nước. Nước cũng không nóng, cũng không lạnh. Ta cũng muốn có học vấn vậy. Ta cũng muốn được vĩ đại giống như là đại ca. Hả? Hả? Ngươi nói được sao? Ta không cách gì giống như đại ca hay sao? À, nếu vậy ta tệ hơn đại ca một chút cũng được mà. Được không hả? Đại ca. Châu Lợi Bàn Đạt, trời đã tối rồi, về nhà đi. Khi nãy thật là xin lỗi nha. Hả? Huynh đã nói những lời quá đáng. Những lời quá đáng hả? Là lời gì vậy? Đệ đã quên rồi à? Thật là uổng công sức, tổn hại tâm huyết. Cha trước khi qua đời muốn huynh phải chăm sóc tốt cho đệ. Xem ra huynh đã đoán trúng việc sau này rồi. Cha đã đoán trúng hả? Hả? Vào lúc đó, Thế Tôn vừa tới Kỳ Viên Tịnh Xá, ở lân cận Xá Vệ Thành. Rất nhiều người đã đi theo để làm đệ tử, bởi vì lời khuyên của bạn bè, Ma Kha Bàn Đạt cũng đi nghe thuyết pháp, sau đó quyết tâm trở thành đệ tử của Thế Tôn. Đệ cũng muốn đi nữa. Đệ ở lại đi. Đệ cũng muốn đi mà, đệ muốn trở thành đệ tử của người gì đó. Đạo của Thế Tôn rất là khó, đệ không cách gì hiểu nổi đâu. Không biết, đệ cũng muốn đi thôi.
tu hành rất là nghiêm khắc. Theo huynh thấy, đệ không cách gì hoàn thành đâu. Không hoàn thành, đệ cũng muốn đi nữa. À, vậy thì tùy đệ. Vậy thì tùy đệ nha. Chiếu theo di ngôn của phụ thân, Ma Kha Bằng Đạt cũng đã hết cách, chỉ đành đem theo đứa em tới Kỳ Diên Tịnh xã. Con là Ma Kha Bằng Đạt. Đây là đệ của con, tên là Châu Lợi Bằng Đạt. Mau lấy đi, mau. Xin để con là Ma Kha Bằng Đạt và để con trở thành đệ tử của ngài có được không? Có được không? Thế Tôn, người anh thì rất là ưu tú, nhưng mà anh ta lại có một đứa em ngu xuẩn mà cả thành đều biết rõ. Đứa em đó theo con thấy hay là từ chối đi để tránh khỏi phiền phức. Kỳ Đạt. Dạ. Chúng ta làm người tuyệt đối không thể vì diện mạo mà đánh giá con người. Dạ, nhưng mà nhưng giáo pháp của ta vĩnh viễn không phân biệt đối tượng, cửa đều mở rộng cho tất cả mọi người. Ta chấp nhận cho các con nhập môn. Con xin cảm tạ ngài. Ui da đau quá huynh ơi. Hãy đợi coi sau này đi. Và như vậy anh em Bằng Đạt cũng đã trở thành đệ tử của Thế Tôn. Mỗi ngày làm việc tu hành rất là nghiêm khắc, người anh Ma Kha Bằng Đạt tu hành đã có tiến bộ rất lớn. Nhưng mà đổi lại, mức độ tu hành của người em Châu Lợi Bằng Đạt thì lại rất chậm chạp. Trở thành đệ tử của Thế Tôn nhất định phải theo 250 giới điều, nhưng mà Châu Lợi Bằng Đạt ngay cả đọc thuộc cũng không đọc xong. Lại bắt đầu từ đâu? Nghe rõ đây, không được giết động vật, không được ăn cắp, không được nói láo. Ngươi nói đi. Ê, để giúp cho nhà ngươi. Động vật. Động vật. À. Hả? Ê, trời ơi, không xong rồi, Châu Lợi. Thiệt là không giống ai hết à. Ông nói cái gì? Đuổi đệ của tôi đi à? Nếu đệ hắn ở đây, chúng ta sẽ trở thành trò cười của mọi người mà thôi. Đúng vậy á, nói rất đúng á. Sau này cũng sẽ ảnh hưởng tới uy danh của Thế Tôn. Phải đó, nói rất đúng. Vâng, xin các người, ít ra có thể đợi tới ngày tập hợp kỳ sau có được không? Đợi tới kỳ họp lần sau à? Sau đó thì thế nào? Tôi sẽ chứng minh thành quả tu hành của đệ của tôi. Thành quả tu hành hả? Không thể nào. Nếu như thật không có biện pháp, chính tôi sẽ đuổi hắn đi. Sẽ đợi đến ngày hôm đó, làm ơn. Không làm việc xấu, không ăn hiếp động vật, cảm thấy chưa niệm giai không, thì sẽ vĩnh viễn rời xa sự thống khổ. Đây là bởi vì lực lượng của Phật. Cái ngày tập hợp kỳ tới, để hãy đem câu này đọc cho mọi người nghe. Là đệ hả? Châu Lợi Bằng Đạt à, nếu như đệ có thể đọc được thì mọi người mới công nhận sự tu hành của đệ. Đệ không biết là đệ có làm được hay không nữa. Nếu mà không làm được, đệ sẽ không thể ở lại đây nữa. Tới lúc đó huynh bắt buộc phải đuổi đệ đi. Ê, để đệ thử, đệ thử coi sao đã chứ. Vậy đệ hãy đọc theo huynh đi. Trước tiên là không làm việc xấu. Trước tiên hai chữ này dư thừa. Trước tiên là bị dư thừa. Đồ cu. Đệ ngoan ngoãn đọc theo huynh nè. Không làm việc xấu. Việc xấu. Lại quên rồi sao? Mau nghĩ ra đi. Mau. Không làm việc xấu. Không làm việc xấu. Không ăn hiếp động vật. Cảm thấy chư niệm giai không, thì sẽ vĩnh viễn rời xa mọi sự thống khổ. Từ sáng tới giờ ta đã nghe nhiều lần rồi, đã vô tình đọc thuộc hết rồi. Thật là vĩ đại. Cái gì gọi là vĩ đại? Ông là vĩ nhân.
Ta không phải là dĩ dân đâu. Làm ơn đừng có chọc ghẹo ta kìa. Chiếu theo ước định, bây giờ Ngu Đề sẽ chứng tỏ thành quả tu hành của hắn. Hắn sẽ học thuộc những lời của Phật như vậy. Đọc đi. Như vậy con ông này bay chỗ khác đi. Đệ đã quên mất tiêu rồi. Kết quả tu hành của cậu ta thật làm người ta kinh ngạc, có đúng vậy không hả? đúng rồi. Cái thằng này thiệt đó. Cái thằng này ngu dốt thiệt. Đại ca, huynh không thể nào tha thứ cho đệ được nữa, và cũng không thể để cái thằng ngu dốt như đệ ở lại đây. Đệ muốn đi đâu thì tùy đệ. Đi đi. Mình thật sự khờ lắm sao? Mình thật sự ngu dốt lắm hay sao vậy? Nói cho tôi biết đi. Châu Lê Bàn Đạt, cô đang buồn chuyện gì vậy? Thế Tôn, nói cho ta biết đi. Con đã bị đại ca đuổi đi rồi, sẽ không còn ở lại đây nữa. Con cũng không thể về nhà, cũng không còn chỗ nào để đi nữa. Như vậy thì bây giờ con hãy đến chỗ của ta đi. Tới chỗ của ngài hả? Thế nào, không lẽ con không phải đệ tử của ta sao? Nhưng mà đại ca con cũng nói, cái thứ giống như con không thể làm đệ tử của Đức Thế Tôn được đâu. Châu Lợi Bàn Đạt, con cảm thấy thế nào? Con cảm thấy mình là đồ dốt sao? Đại ca của con cũng nói như vậy đó. Tất cả mọi người đều nói như vậy hết. Con cảm thấy mình rất giống một thằng khờ. Nếu con đã nói được như vậy, con không phải là thằng khờ rồi. Hả? Phát giác ra mình là người khờ thì đã không phải là khờ rồi. Hả? Con hãy tới đây. Dạ. Hãy bắt đầu từ năng lực mà con có được. Trước tiên con chỉ cần học thuộc lòng câu quét bụi trừ bẩn, như vậy là được rồi. Vậy để con thử coi. Quét bụi trừ bẩn. Quét trừ bụi bẩn. Quét bụi trừ 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 bẩn. Từ hôm nay trở đi, con hãy cầm cây chổi này mà quét dọn tình xá. Mỗi ngày vừa quét vừa đọc như vậy, con sẽ không quên đâu. Dạ, con biết rồi. Dạ. Quét bụi trừ bẩn. Quét bụi trừ bẩn. Quét bụi trừ bẩn. Quét. Nó vẫn còn ở đây à? Hình như là Thế Tôn cho phép nó ở lại đó. Thật là hao tổn tâm trí quá đi. Châu Lợi Bạn Đặt, ngươi quét thật là cực nhọc quá đi. Đúng rồi, cực nhọc quá, thiệt là cực nhọc à. Nè, bên kia còn rác kìa. Nè, bên đây cũng còn nữa nè. Quét bụi trừ bẩn. Quét bụi trừ bẩn. Quét bụi trừ bẩn. Quét bụi trừ bẩn. Quét bụi trừ bẩn.
Quét bụi trừ bẩn. Quét bụi. Hàng ngày Châu Lợi Bằng Đạt không ngừng quét dọn tịnh xá Kỳ Viên. Giả lại anh ta luôn miệng đọc lẩm nhẩm câu nói mà Thế Tôn đã dạy: quét bụi trừ bẩn, 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 quét bụi trừ bẩn. Cuối cùng cái chổi của Châu Lợi Bằng Đạt không lâu đã dơ bẩn cả. Rụng nhiều cọng cỏ như vậy á. Mới chà sơ đã bay bụi tùm lum hết rồi. Quét không có được nữa. Dơ bẩn cũng giống như thân thể mình vậy. Quét bụi trừ bẩn mà. Quét bụi trừ bẩn. Quét bụi trừ bẩn. Thân thể của mình thật là dơ bẩn quá. Hả? Nhưng mà tâm của mình còn dơ bẩn hơn nữa. Mình đã hiểu rồi. Thế Tôn muốn biểu mình đi quét mấy cái bẩn ở trong lòng, cái bụi ở trong lòng. Mình đã hiểu rồi. Tôi đã hiểu rồi. Quét bụi trừ bẩn, 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 quét bụi trừ bẩn. Nghe nói phía đông của Kỳ Viên tịnh xá có một tịnh xá để cho Tỳ Khưu Ni cư ngụ. Thế Tôn mỗi ngày phái một vị đệ tử ưu tú tới đó để truyền đạt giáo huấn cho họ. Thế Tôn à, hôm nay ngày phái vị nào tới tịnh xá phía đông vậy? Ta thấy phái hắn đi đi. Hả? Hả? Sao lại như vậy chứ? Thế Tôn, con đang nghĩ em con làm không có nổi đâu. Không được đâu, con không làm nổi đâu Thế Tôn. Sẽ bị nữ đệ tử họ cười cho chết đó. Không, bọn họ sẽ giận dữ cho coi. Đúng vậy, nói rất đúng. Châu Lợi Bàn Đạt, Châu Lợi Bàn Đạt. Dạ. Con sẽ làm được, con nhất định làm được. Đừng giống như những người khác, chỉ có thể nói việc thiện. Con có ưu điểm của con, hãy thả lỏng tâm tình của con, cứ theo tâm mình để nghĩ để làm là được rồi. Con có hiểu không? Dạ. Con đi làm thử. A Nan, con hãy cùng đi với Châu Lợi Bàn Đạt. Dạ. Ta không biết họ đang làm cái trò gì nữa. Châu Lợi, Châu Lợi. Cuối cùng cũng đến rồi. Phía sau chính là A Nan. Ông ta không phải là Châu Lợi Bàn Đạt sao? Đây chính là cái ông Tỳ Khưu hay quên đó. Trời ơi, ông ta lại làm cái gì đây? Nè, bà có biết tại sao hay không vậy? Ở trên ta cầm cây trỗi, có lẽ lát nữa quét dọn giùm chúng ta. Hôm nay sẽ do Châu Lợi Bàn Đạt truyền đạt sự giáo huấn của Thế Tôn. Thiệt là thấy ghét, tại sao lại như vậy? Đó là đích thân Thế Tôn chỉ dạy, xin thành tâm yên lặng để mà nghe. Làm ơn đi, mời mọi người làm ơn, xin mời. Thấy ghét, Thế Tôn đang nghĩ cái gì vậy? Rõ ràng là quá coi thường chúng ta. Đúng đó, nhất định là như vậy. Mọi người yên tâm, lát nữa ta nhất định sẽ đi khiếu nại với Thế Tôn. Con người này càng nhìn càng thấy dơ. Nói đúng lắm á. Thân thể của tôi rất là dơ, nhưng mà cái dơ hơn á là trái tim của tôi. Thế Tôn tặng cho tôi cây chổi này là muốn tôi vừa quét vừa niệm, quét bụi trừ bẩn,
Việc này tôi làm được. Mỗi ngày tôi vừa quét nhà cũng vừa tụng niệm cho tới một ngày luôn á. Tôi nhìn thấy cây chổi này đã bị rách nát, tôi mới phát hiện ra thật ra bụi là cái gì, bẩn là cái gì. Đó chính là bụi ở trong lòng của tôi, bẩn ở trong lòng của tôi. Lòng tôi tràn đầy dục vọng, tràn đầy bất mãn. Cái mà Thế Tôn kêu tôi quét chính là bụi bẩn ở trong lòng của tôi. Dục vọng hãy tiêu tan, phẫn nộ hãy biến mất, bất mãn hãy khuất đi. Để tôi quét dọn. Mỗi ngày tôi vẫn không ngừng, không ngừng quét dọn đó. Nhưng mà dù quét thế nào, bụi bẩn vẫn cứ quét không sạch, vẫn cứ từng đám bay lên. Bụi và bẩn ở trong lòng của tôi vẫn cứ bay lên chứ mấy gì đó. Vậy thì phải làm sao đây? Phải bỏ rơi việc quét bụi bẩn hay sao chứ? Không, không đúng. Cho dù bụi bẩn quét không sạch, vẫn cứ quét. Chính là bởi vì quét không sạch nên mới quét đó chứ. Cái tôi làm được chỉ là như vậy thôi. Kiến giải rất hay, những lời đó rất là cảm động. Có lẽ đó chính là những lời hùng biện phá tan sự tầm thường. Thuyết pháp của Châu Lợi Bàn Đặc đã đánh sâu vào nội tâm của Tỳ Khưu Ni. Mọi người đều rơi nước mắt vì vui mừng. Châu Lợi Bàn Đặc đã giác ngộ rất tốt. Như vậy là tốt rồi. Trên con đường rũ bỏ bụi trần, không chỉ có sức người là đủ. Chính vì vậy mới cần đến trí huệ của Phật và sự hộ trì của Phật. Tạ ơn Ngài Thế Tôn. Tất cả cũng phải nên chú ý, ngộ đạo không nhất định phải học hỏi nhiều thứ. Cho dù chỉ là một câu nói, nếu như có thể chính xác hiểu được ý của nó, như vậy vẫn có thể bước lên chánh đạo. Cũng giống như là Châu Lợi Bàn Đặc. Không, là bởi vì đã gặp được Châu Lợi Bàn Đặc, ta mới có thể có cơ hội dùng những phương pháp khác người mà dẫn dắt cho ông ta. Tạ ơn Ngài Thế Tôn. Mỗi một con người đều có một con đường mà mình phải đi. Kỳ Đạt, có phải vậy không? Thật xin lỗi Thế Tôn, tâm thái của chúng con đã sai lầm. Chúng con sai rồi. Đệ à, huynh đã sai rồi. Xin tha thứ những gì huynh đã làm trước kia. Đại ca Châu Lợi, Châu Lợi. Và như vậy, Châu Lợi Bàn Đặc đã được sự tôn trọng của những đệ tử khác. Nhưng mà người ở trong thành vẫn cứ cười ông ta là ngu ngốc. Có một ngày, Quốc Vương triệu tập đoàn người của Thế Tôn vào trong cung điện. Ngươi là Châu Lợi Bàn Đặc hả? Nơi đây không phải là nơi mà ngươi có thể vào được đâu. Nè ngươi nói coi, bọn vệ binh có lý lẽ hay không vậy? Không hề gì, tao không thèm để ý đâu. Ngươi nói cái gì? Phải nhắc bọn họ hả? Hà tất phải làm như vậy hay sao? Hôm nay thật là vui, ngay thật là đúng. Xin mời các vị hãy tận hưởng đi. Quốc Dương, tôi hãy còn một vị đệ tử chưa có tới. Bây giờ ông ta đang ở ngoài cửa chưa có vào. Hả? Đây là một chuyện rất là thất lễ. Đội trưởng hậu vệ, có thật như vậy không? Không, ở bên ngoài không có một vị đệ tử Phật nào cả. Ông ta đã ở khu rừng bên ngoài cửa. Không thể nào. Đội trưởng thật là vô lễ. Thế Tôn đã nói như vậy rồi, ngươi hãy ra ngoài coi thử đi. Nhanh lên. Dạ.
À, đội trưởng à, có thật phải đi kiếm Châu Lợi Bằng Đặc về hay không? Nói chơi thôi, nhìn thấy hắn thì đuổi hắn đi, sau đó báo cáo với quốc vương là ở trong rừng không thấy ai hết, có biết không? Hả? Đây là cái gì? Là ngươi à? Tôi cũng là Châu Lợi Bằng Đạt. Ở trong rừng có rất nhiều đệ tử nhưng mà tất cả đều giống nhau. Tất cả đều giống nhau à? Thật vậy sao? Không biết là thần thánh phương nào nữa. Mọi người hình như đang rất bối rối. Hình như là như vậy. Để ta nói cho các người một cách. Dạ. Hãy hỏi tên của bọn họ, trong đó người nào trả lời trước nhất thì chính là ông ta. Tên của ông là... Tên tôi là Châu Lợi Bàn Đạt. Thật là Châu Lợi Bàn Đạt đúng không hả? Chính là ông rồi. Khi nãy thất lễ, bây giờ tôi xin dẫn đường. Thật là xin lỗi ngang. Bây giờ xin mời ngài. Được. Về sau trên dưới trong cả nước không còn ai dám trêu ghẹo Châu Lợi Bằng Đạt nữa. Sau đó anh em Bằng Đạt tiếp tục tu hành, tên tuổi của hai anh em họ thậm chí lưu truyền đến đời sau. Namo Asi Na Phật.